đây thì Min là một người khá là rụt rè trong cả diễn xuất của mình. Thế nhưng mà ở trong lần quay MV Game lần này thì Min cảm thấy mình như thế là được bứt phá ra khỏi cái lõi của mình đó. Thì đây là một sự rất là mới mẻ trong Min và cũng là một điều đáng để Min học hỏi cho tương lai. MV xoay quanh câu chuyện về một chàng trai gọi là liên tưởng cái sự đến ghen khá là bệnh hoạn về cái người con gái khi mà gọi điện về đêm mà anh ta làm mà gọi điện về mà cô ta không nghe máy. Thế nhưng mà khi mà về đến nhà thì chính xác là cô ta thắc mắc cùng với cả những người bạn của mình, đó là điều có thật và đã xảy ra những cái cuộc chiến tranh và thật sự là rất là bùng nổ trong cái ngôi nhà đó và sẽ có rất là nhiều điều thú vị trong MV này. Khả năng là đây là lần đầu tiên mẹ Eric được kết hợp với ekip Blue của chị Đinh Hào Yên Thư và thật sự phải nói rằng là đây là một ekip vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mẹ Eric thực hiện một MV mà từ 5 giờ sáng đến tận buổi trưa ngày hôm sau và tất cả mọi người đều rất là mệt nhưng mà mọi người trong ekip thì đều rất là nhiệt huyết, nhiệt tình và đã giúp Eric cũng như là các thành viên trong ekip của mình là hoàn thành rất là tốt MV này. Quay có sự xuất hiện của mình trong MV và bây giờ Dennis đã vào phòng và ngồi rà soát lại máy tính, xem lại tất cả những slide, những hình ảnh mà Dennis đã chuẩn bị để xem mình có sót cái hình ảnh nào không và có sự thay đổi gì không. Đây, như mọi người thấy, đây chính là cái storyboard mà Dennis lên cho cái MV. Thực sự rất là vui khi mà những cái hình ảnh trong cái storyboard này được dựng lên bối cảnh thực sự, cảm giác rất là vui. Và một phần nữa, Dennis nghĩ rằng cái dự án này sẽ là một cái mà sớm trở thành hit và trở thành hiện tượng được rất nhiều các bạn trẻ đón nhận. Các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Trong team của Quân thì cũng đang chưa ăn gì đâu, nhưng mà Quân thấy rằng tất cả các bạn trong ekip của mình đang rất là nhiệt huyết để có thể mang lại những hình ảnh đẹp nhất gửi đến cho tất cả các bạn. Nhắc đến
Quân cảm thấy vô cùng là nhiều bất ngờ cho quý vị khán giả. Bởi vì thứ nhất, đây là một lần đầu tiên Min và Eric sẽ song ca với nhau. Và chắc chắn các bạn sẽ thấy đây sẽ là một bài song ca rất là nhiều điều đặc biệt. Bài song ca này thì cũng là không ai khác, đó chính là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Khắc Hưng đến từ AD Production sản xuất. Và với ca khúc mới này thì Quân tin rằng tất cả các bạn sẽ thấy một màu sắc hoàn toàn rất mới của hai ca sĩ Min và Eric. Với cương vị lần đầu tiên là giám đốc sản xuất của cái project này thì Quân cảm thấy vô cùng hào hứng và cũng rất là thích thú. Bây giờ thì cũng là 8 rưỡi rồi và chính thức là cái MV này bật máy từ lúc 5 giờ sáng cho đến bây giờ mới là đã hơn 12 tiếng rồi. Nhưng thực sự Quân chưa mệt và Quân tin rằng là tất cả ekip của Quân ngoài kia cũng không có một cái gì gọi là mệt cả, bởi vì tất cả mọi thứ nó đã thay vào một sự hào hứng bằng nhiệt huyết để có thể làm được một cái sản phẩm hay nhất. Và Quân rất là mong tất cả các bạn hãy ủng hộ cho Gen, ủng hộ cho tiếng hát của Min và Eric, ủng hộ cho nhà sản xuất âm nhạc nhạc sĩ Khắc Hưng và AD Production. Bây giờ là vừa kết thúc xong và cái cảnh của Khắc Hưng là cảnh đầu tiên trong bài, cũng là cảnh cuối cùng và rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là cái công sức và cái MV nó quá đẹp và tất cả mọi thứ nó quá hoành tráng. Tuy rằng bây giờ là mình đang gọi là chưa được ngủ trong vòng 24 tiếng rồi nhưng mà vẫn cố gắng để đến những giây phút cuối cùng để có những cái shot hình đẹp nhất. Đây chắc chắn sẽ là một MV rất là thú vị và rất tuyệt vời từ trước đến giờ của cả trong ekip AD Production Hưng sản xuất nhạc cũng như là của ca sĩ Min và Eric. Và đây chắc chắn sẽ là một cái mà mọi người phải đón chờ cho năm nay.